Chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi nước cắm. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không lên nước cắm nha. Hôm nay mình sẽ đi tắm, tại vì lâu quá không được tắm. Đầu tiên mình sẽ đi vào đây mua vé nha các bạn. Ở đây các bạn phải mua vé vô cổng 20.000. Xin nữa các bạn lại số hình lòng các bạn mua vé thêm 90.000 nữa nha các bạn. Đi qua cổng các bạn đi hướng tương tay phải, các bạn sẽ gặp cái cổng. Cổng này có tên là Thanh Long Water Park, nghĩa là công viên nước Thanh Long. Mình vé vào cổng mình mua 90.000 nha các bạn. Đây là toàn cảnh của công viên nha các bạn. Công viên này có diện tích là 21 hecta. Kinh phí đầu tư của nó là gần 300 tỷ đồng nha các bạn. Các thiết bị ở đây là được mua từ nước UAE nên các bạn yên tâm về chất lượng của nó mà thoải mái chơi nha. Công viên này khai trương lúc mùng 1 các bạn. Ở đây là cái khu vực ta thay đồ tắm. Trước khi vô các bạn sẽ xem cái nội quy trước nha, để đảm bảo an toàn cho các bạn. Đó, đây là bảng giá của dù gửi đồ muốn thao đây các bạn. Đây là cái bài giữ đồ. Công viên này sẽ có 3 cái khu vui chơi chính các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ gặp khu nhà thác. Ở đây thu hút rất là nhiều người nhỏ và người lớn ở đây các bạn. Còn đây là khu sân ốc. Ở đây các bạn đi cầu thang lên khoảng 40 mét thì các bạn sẽ tụt xuống bị sân ốc, rất là cảm giác rất là mạnh. Còn đây là bãi nhân tạo có sóng biển tự nhiên các bạn. Bên kia là khu nhà. Trở lại với khu nhà thác ở đây. Khu nhà thác ở đây có rất là nhiều cái trải nghiệm của các bạn. Ở duy nhất mình chờ chơi ở đây. Các bạn leo lên đây các bạn tụt xuống nè. Nhưng mà cái chỗ này thì riêng cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Còn ở đây là có cái thùng nước trên đây nè, khoảng 50 lít thì nó sẽ đầy nước, mình sẽ đổ xuống là các bạn đứng dưới mình đứng nước từ cao lên xuống nha. Còn đây là cái khu sân ốc các bạn. Các bạn leo đây các bạn có thể mướn phao hoặc là các bạn tụt xuống một mình cũng được, không cần phao cũng được. Ở cái biển nhân tạo này các bạn sẽ đi vào đây và các bạn sẽ trải nghiệm ở đây giống như là biển thật của mình vậy, nó sống luôn. Hôm nay ngày mùng 2 rất là đông các bạn. Nãy mình lửa xe thôi mà không có chỗ đậu xe. Phía bên ngoài thì mình sẽ gặp được một cái thảm bảo nhân tạo để cho mọi người phơi nắng ở đây nè. Đó, nãy giờ mình đã quay hết 3 cái khu giải trí ở công viên nước ở đây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi gửi đồ và thay quần áo chuyên dụng tắm biển nha. Quần áo của mình chuyên dụng mình là bộ đồ đá banh hàng ngày thôi. Mình sẽ đi lên đây nha các bạn. Ở đây cũng khá là cao, các bạn đi lên đây cẩn thận cái chừng trượt nha. Thì cầu thang là toàn là nước không ạ. Đây nhìn rất là cao các bạn sẽ thấy toàn cảnh ở công viên nước này luôn.
lên đây mình sẽ gặp mọi người đang xếp hàng như này nè. Nếu đứa nhỏ thì sẽ không được chơi chỗ này đâu nha, chỉ có người lớn chơi được thôi. Bây giờ mình sẽ đi xếp hàng và mình sẽ quay lại khi mình trải nghiệm cái trong cái ống trượt này nha các bạn. Các bạn yếu tim các bạn đừng đi này nha. Mình lần đầu tiên mình đi mình cũng không biết như thế nào đây. Hơi sợ một xíu nhưng mà cảm giác rất là tuyệt vời. Đó, bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm cái ống thứ hai các bạn. Ống hai thì mua chằng, không có nắp như cái ống bên kia các bạn. Khi mà mình giữ ở đây thì mình sẽ nằm xuống nha, không được ngồi nha. Các bạn ngồi thì khả năng các bạn may mắn các bạn sẽ văng ra ngoài rất là cao. Bây giờ mình sẽ đi qua bể tạo sóng các bạn. Ở đây sóng được tạo ra từ cái bộ phận tạo sóng ở bên trong giống như là sóng tự nhiên luôn các bạn ơi. Ở đây có rất là nhiều độ sâu nên có rất là nhiều bảo vệ đứng ở đây để canh mấy đứa nhỏ đây các bạn. Đây là cái nơi của chăn này.
tuổi thơ của mình không có mấy trò này chơi đó các bạn, chỉ chơi trượt đất lúc mà trời mưa thôi. Có cái dốc mình làm cho lát lát thì mình trượt xuống á. Nếu có cơ hội là các bạn tranh thủ thời gian đến đây và trở về tuổi thơ một lần nha. Đến đây các bạn có rất là nhiều nơi các bạn vui chơi, các bạn có thể leo núi, các bạn có thể đi cáp treo nè. Ở trên núi còn nhiều cảnh đẹp hơn đây rất là nhiều các bạn. Mình cũng xin dừng video tại đây, các bạn thấy thú vị thì hãy like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.